Sáng ngày 31 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc tổ chức cuộc nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện với thanh niên năm 2023 với chủ đề Thanh niên huyện Tân Lạc với công tác cải cách hành chính, văn hóa công sở. Đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Cùng tham dự hội nghị có các đồng chí là trưởng phó các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, đại diện đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã thông báo nhanh tới các đồng chí đoàn viên thanh niên về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội những tháng đầu năm 2023 của huyện. Tiếp đó, với tinh thần xây dựng dân chủ, cởi mở, các thanh niên đã đặt nhiều câu hỏi để kiến nghị đối thoại với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và các cơ quan chuyên môn của huyện. Trong đó, tập trung vào một số vấn đề như công tác cải cách hành chính hiện nay, chuyển đổi số, chủ đề về đào tạo nghề, lao động việc làm cho đoàn viên thanh niên, giải pháp giúp cho thanh niên có việc làm sau khi học nghề, chính sách hỗ trợ đoàn viên thanh niên tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi để khởi nghiệp, lập nghiệp, sản xuất nông nghiệp gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy ngành du lịch, nhất là du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm, quản lý an ninh mạng. Những câu hỏi ý kiến đề xuất nêu tại hội nghị đã được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của huyện tiếp thu và trả lời một cách chi tiết. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đánh giá cao các nội dung, các câu hỏi của các bạn đoàn viên, thanh niên gửi tới hội nghị. Đồng chí cũng gửi gắm niềm tin, kỳ vọng của lãnh đạo huyện đến với các thế hệ đoàn viên, thanh niên huyện nhà. Đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể cần tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên được cống hiến sức trẻ và trí tuệ cho công cuộc phát triển toàn diện của huyện. Các cấp bộ đoàn cần tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng với nhiều hình thức, phương tiện tiếp cận. Đối với thanh niên, cần có tư duy đổi mới và thử nghiệm cái mới, nâng cao kỹ năng sử dụng nền tảng số, công nghệ số, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm thay đổi điều kiện kinh tế của bản thân và gia đình.